Kính thưa toàn thể ông bà cô bác ở gần cũng như ở xa, bà con cô bác láng giềng cũng như bà con cô bác trên cả nước, chư vị khán thính giả cùng các cơ quan đơn vị mạng báo chí truyền thông YouTube và cùng toàn thể bạn bè thân bằng quyến thuộc, gia đình chúng tôi có duyên sự đầu thật, có đôi lời xin cảm tạ. Kính thưa toàn thể quý vị, kể từ khi cha ông của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Hường, nghệ sanh, nghệ danh là nghệ sĩ Văn Hường, đã trút hơi thở cuối cùng, dù đã được sự tận tình chăm sóc của các y bác sĩ hết sức cứu chữa nhưng đã không qua khỏi. Theo định luật vô thường sanh ký tử quy, vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 12 nhằm ngày 25 tháng 10 âm lịch năm Quý Mão, ông sinh năm 1954 và đã hưởng đại thọ cuộc đời 90 tuổi. Trong giờ phút này, xin phép quý vị cho chúng con được xin vài phút để hồi tưởng lại công ơn sinh thành dưỡng dục của ba chúng con. Sự ra đi của bác để lại cho anh em chúng con một niềm tiếc thương vô hạn, cũng như chư vị khán thính giả mến mộ nền sân khấu cải lương Việt Nam. Mất đi một người con, một người nghệ sĩ gạo cội. Ba, giờ đây chúng con mới thấu hiểu tình thi thương mà ba dành cho anh em chúng con. Để chúng con có được ngày hôm nay, dù có thành danh chi mỹ hay bình thường như cuộc đời, công ơn trời biển anh em chúng con chưa đền đáp được cho ba. Ba đã ra đi, ba cho chúng con bằng tất cả tình yêu thương và hơi ấm. Ba tất bật giữa cuộc đời sóng gió, ba mang về cho chúng con những bữa cơm, ba những giọt mồ hôi của ba cho chúng con sự trưởng thành không thua tiền. Có nói bao nhiêu nữa cũng không kể hết những gì ba dành cho chúng con. Ba, anh em chúng con nợ ba một lời cảm ơn chân thành, mà nói cảm ơn cũng không đúng, không bao giờ dám nói ra. Chúng con tự hào khi có ba. Ba là điểm nhấn hãnh diện to lớn cho chúng con. Con không dám nói ba là điểm hãnh diện cho ngành sân khấu, nhưng ba cũng góp phần làm cho ngành sân khấu đẹp hơn, sắc màu hơn. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những ngày tang lễ diễn ra, gia đình đã được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ của các cơ quan báo chí truyền thông mạng. Chúng tôi chân thành cảm ơn đến Hội Sân khấu Thành phố, báo Người Lao động, báo Tiền Phong và nhiều trang báo mạng khác, cùng các anh em YouTuber đã đồng hành cùng gia đình suốt mấy ngày qua, đã cùng sống với ba những ngày cuối cùng. Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô bác láng giềng lối xóm khu phố. Xin gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Philip Nam và nghệ sĩ Cẩm Thu bên hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Xin gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Hội Sân khấu, Hội Cổ nhạc Phương Nam hải ngoại. Xin cảm ơn đến Lina Quỳnh cùng người anh nhạc sĩ Hoàng Phúc đã gửi lời chia buồn. Gửi lời cảm ơn đến các anh các chú nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Thanh Nam,
nghệ sĩ Hồng Thơ, nghệ sĩ Minh Minh Tông cùng toàn thể quý vị đã gửi điện hoa cũng như lời chia buồn đến gia đình. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình các thông gia trong nhà. Chúng con xin chân thành tâm, gửi lời cảm niệm đến Đại Đức Thích Thiện Lợi cùng toàn thể chư tăng suốt mấy ngày qua đã đến trợ tiếng cầu siêu tiếp dẫn hương linh ba chúng con sớm siêu sanh tiểu độ. Chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của quý chư tăng. Cũng không quên đặc biệt cảm ơn đến cơ sở mai táng Công Đức Chung do chú Tư đảm trách đã hỗ trợ cho gia đình mấy ngày qua, tang lễ được trang nghiêm và long trọng. Dạ, cũng xin gửi lời cảm ơn đến chú Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng. Giờ đây toàn thể gia đình chúng con không biết lấy chi đền đáp, chỉ mong sao toàn thể quý vị nhận lấy nơi gia đình chúng con một lạy này. Để đền đáp thăm ơn cao cả đó, và trong lúc tan gia bối rối không sao tránh khỏi những điều sai sót, kính mong quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua cho gia đình chúng con. Nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho gia đạo quý vị được bình an lợi lạc. Nam mô Thường Quang Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Gia đình lại một lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.